Sinh năm 1983, là con thứ hai trong một gia đình có bốn anh chị em tại một xã nghèo của huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Thân hình nhỏ bé, cao 80cm và nặng chưa đầy 22kg, đôi chân chưa bao giờ đứng vững, nhưng Nguyễn Thị Thu Thương đã trở thành một nữ giám đốc tài ba, giúp đỡ được nhiều mảnh đời trong xã hội với trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm mang tên mình trên chính mảnh đất quê hương. Chị là một tấm gương sáng, minh chứng rõ nét cho nghị lực phi thường của những người phụ nữ Việt Nam. Tôi sinh ra chẳng may bị mắc phải căn bệnh xương thủy tinh, xương động mạch là gãy, và mỗi lần gãy thì mấy tháng sau mới liền được, nằm bất động không thể di chuyển được. Thấy bạn bè đi học thì cũng rất là buồn vì mình không thể được như bao nhiêu người khác. Thế là tôi nghĩ là bây giờ tôi phải làm sao để có công ăn việc làm để tự nuôi sống cho bản thân và có thể giúp được cho nhiều người cùng cảnh như mình. Từ đấy tôi đi học nghề thủ công mỹ nghệ. Bắt đầu đến thì chẳng ai nghĩ tôi có thể làm gì được. Nhưng mà sau 3 tháng cố gắng thì tôi đã học xong. Sau 15 tích lũy và cộng thêm bố mẹ giúp đỡ, đầu năm 2014 tôi đã xây được một trung tâm để mọi người có thể tụ họp về đây, vừa làm vừa sinh hoạt rồi có cơ hội vui chơi gặp gỡ mọi người. Đó là những lời tâm sự của chị Nguyễn Thị Thu Thương, giám đốc trung tâm dạy nghề và đào tạo việc làm Thương Thương. Cô gái bé nhỏ ấy mang trong mình một nghị lực phi thường, cùng trái tim tràn đầy yêu thương và sự chia sẻ. Trung tâm Thương Thương đã trở thành mái nhà ấm áp của những người khuyết tật, cùng làm việc sáng tạo và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Vào đây được hơn 4 tháng rồi. Vào đây thì làm việc cũng tốt, các bạn cũng giúp đỡ nhiều, công việc cũng được mà phù hợp với sức khỏe. Những bức tranh về phố cổ Hà Nội bằng giấy cuốn, hay những chiếc hộp đựng giấy, hộp bút, những chiếc bông tai xinh xắn, tất cả đều được làm thủ công từ sự cố gắng, nghị lực của những người khuyết tật tại trung tâm Thương Thương. Những tác phẩm của lòng quyết tâm đã đem đến niềm cảm phục lớn lao. We were here to visit the facilities, and I think the Miss Thong Thong is doing a very good job with taking in all of the people, giving them employment, and it's unbelievable. I mean, she has the strength and the willpower to put this up from, you know, with her, from her own resources, which is really great. And we are really glad to help in any way we can. Quên đi những khiếm khuyết của bản thân, Thu Thương trở thành tấm gương của nghị lực. Một người anh hùng thầm lặng được Microsoft vinh danh, và cô gái ấy ngày ngày vẫn chia sẻ niềm lạc quan và lan tỏa những niềm vui của cuộc sống tươi đẹp. Để thấy bờ bên rộng. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Việt Nam và Thế giới của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.